Các bạn và các em yêu quý, hôm nay thầy trò chúng ta cùng chuyển đến cái bài giảng tiếp theo trong phần học về chương 4, số phức. Các em đi vào chủ đề đó là tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức trên mặt phẳng tọa độ. Như các em đã biết thì mỗi một số phức Z là A cộng BI thì được biểu diễn bởi một điểm M có tọa độ AB tương ứng trên mặt phẳng OXY. Bây giờ người ta sẽ cho em một cái biểu thức hay chính là cho một cái phương trình nào đó. Trên này có thể có chứa Z, Z ngang hoặc modul Z, được chưa? Thông thường là trên này hay có modul trên này. Thì người ta yêu cầu em là hãy cho biết đây là tập hợp điểm, tức là hãy cho biết là hãy đi tìm cái tập hợp điểm biểu diễn số phức Z và thỏa mãn điều kiện này là gì. Thế thì chúng ta biết rằng là đi tìm tập hợp điểm chỉ là đi tìm một cái mối liên hệ giữa hai ẩn xy, nó liên hệ với nhau theo cái mối quan hệ gì. Thông thường thì đi hay gặp như là những cái tập hợp điểm hay thường gặp đó là đường thẳng, đường tròn, parabol hoặc elip. Đặc biệt đi thi chú trọng rơi vào mối quan hệ đó là đường thẳng và đường tròn cho thầy. Các em nhớ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề về phương pháp. Thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái này. Thì bây giờ các em để ý vào đây. Về phần phương pháp thì chúng ta sẽ gặp các bài toán biểu diễn hình học. Đây thuộc dạng các bài toán biểu diễn hình học của số phức. Các cái dạng mà Z bằng A cộng BI kia còn gọi là dạng đại số. Các cái dạng biểu diễn hình học có nghĩa là em đi tìm cho thầy mối liên hệ giữa X và Y của số phức Z ấy. Chúng có mối liên hệ là đường gì, đường thẳng hay đường tròn thôi. Thế thì công việc rất đơn giản. Bài toán này chính là bài toán tìm tập hợp các điểm M biểu diễn số phức Z mà thỏa mãn một hệ thức nào đó. Đề cho mình một hệ thức rồi. Nhớ chưa? Thông thường các hệ thức này rất hay có chữ module nhé. Thầy thấy thế. Thì công việc rất đơn giản, giống y hệt như cái bài toán. Em có nhớ cái bài toán vừa học trong bài trước không? Đó là tìm số phức Z thỏa mãn điều kiện nào đó. Thì nay người ta vẫn cho em một cái biểu thức điều kiện nào đó. Nhưng các em nên đặt Z là X cộng YY thay cho việc em đặt A cộng BI. Vì bài này chúng ta không cần, bài toán này chúng ta không cần tìm phần thực phần ảo AB làm gì. Người ta không yêu cầu tìm số phức rõ ràng, mà người ta chỉ nói là hãy thay Z bằng X cộng YY vào, sau đó xem cái mối liên hệ giữa X và Y này chúng là đường gì thôi. Chỉ dừng lại ở bước ý thôi, rất đơn giản, nhưng đi thi dễ nhận biết lắm. Thế thì đặt Z là X cộng Y vào, khi đó Z được biểu diễn, một số phức Z thì được biểu diễn bởi một điểm M có tọa độ XY. Đúng không? Mỗi một số phức Z thì được biểu diễn bởi một điểm M XY trên mặt phẳng tọa độ OXY. Cái này liên quan đến hình lớp 10. Hình lớp 10 ngày xưa bạn nào học cái hình này mà tốt, nắm vững được một số phương trình đường thẳng, đường tròn, elip thì bây giờ học rất là nhàn. Công việc rất đơn giản là ta thay Z vào đề bài và biến đổi đi để tìm ra một mối liên hệ giữa X và Y. Từ đó ta suy ra tập hợp điểm M. Thầy đóng khung cho em một số cái tập hợp điểm em hay gặp quan trọng. Các em nên nhớ, thầy giả sử các điểm M, các điểm A, điểm B, điểm Y, thầy biểu diễn bởi các số phức tương ứng. Mỗi một điểm được biểu diễn bởi một số phức mà. Như vậy điểm M thì biểu diễn cho số phức Z. Thầy giả sử A, B, Y là những điểm đã cho. Điểm M này dĩ nhiên là X, Y thì không nói rồi. Nhưng các em phải ghi vào vở là với các điểm A, B, Y là những điểm đã cố định cho rồi. Thì A, B được biểu diễn bởi Z1, Z2. Còn Y được biểu diễn bởi điểm Z0 nào đó, số phức Z0 nào đó. Các em nhớ chưa? Bởi biểu diễn các điểm này, các cái này đã cho rồi. Nhớ nhá, ghi vào vở là cái này thì là cố định cho rồi. Cố định và đề bài cho rồi nhá. Đề bài cho rồi. Ba cái điểm Z1, Z2 và Z0 này cho rồi. Chúng ta đang cần tìm mối liên hệ giữa X, Y biểu diễn số phức Z này thôi. Thế là theo quy ước của thầy cứ như thế này. Thì chúng ta có một vài tập hợp điểm, bốn cái tập hợp điểm hay gặp nhiều nhất. Thứ nhất, mô đun của Z trừ Z0 bằng một hằng số C nào đó. Em nên nhớ, Z thì chính là điểm M, Z0 là điểm Y thầy đã cố định. Như vậy đây chính là MI. MI bằng C là một hằng số không đổi. Hằng số không đổi, ngày xưa mình học rồi. Một tập hợp điểm biểu diễn khoảng cách nối từ một điểm Y cố định đến một điểm M di động thì đấy chính là một phương trình đường gì? Đường tròn. Với Y cố định, M di động chạy tung tăng mà khoảng cách MI không đổi luôn bằng một số C nào đó thì chứng tỏ M này đang di động trên đường tròn tâm Y, bán kính R chính là bằng C.
Đấy, hoặc có thể nói tập hợp điểm M lúc này là một đường tròn, M đang di động. Như vậy, thầy chỉ cần nhìn đổi từ cái số phức sang kiểu hình học, thầy nhìn thấy ngay IM đúng bằng R, tức là bằng bán kính, thầy biết ngay là cái tập hợp điểm đi thi này hay gặp nhiều nhất. Như vậy nó phải có dạng Z trừ Z0 nào đó. Các biết rồi, Z trừ Z0 nào đó chính là khoảng cách giữa hai điểm IM mà. Ngày xưa ta học rồi, tính khoảng cách có phải là lấy sau trừ trước không? Có đúng ngày xưa khoảng cách hai điểm là sau trừ trước không? Thực ra ai trừ ai cũng được, nhưng cho vào trong modun chỉ đối đều như nhau. Modun của Z trừ Z0 hay là modun của Z0 trừ Z thì modun trong trường hợp này hiểu như chỉ đối nó lại bằng nhau. Như vậy thầy nhắc lại, khoảng cách giữa hai điểm trong trường hợp này chính là chỉ đối của sau trừ trước. Thực ra trước trừ sau hay sau trừ trước không quan trọng. Hay chính là IM được. Em cứ hiểu rằng IM đúng bằng R, ngày xưa tập hợp điểm này chính là đường tròn. Như vậy ta nhớ cho thầy, đường tròn lúc này là tâm Y. Tâm Y chính là biểu diễn bởi điểm Z0 nhé. Bán kính R bằng C luôn, chính là cái số đằng sau. Và nhớ C là hằng số dương. Nếu người ta lại đổi dấu bằng này thành dấu bé được bằng thì tập hợp điểm lúc này là hình tròn các em nhé. Đường tròn các đường ấy thì đều có dấu bằng, nhưng hình tròn nó khác đường là gì? Hình đường tròn thì chỉ lấy những cái điểm M nằm trên đường tròn và cách Y một khoảng không đổi bằng bán kính. Còn hình tròn là tính cả những điểm nằm trên đường tròn và tính cả những điểm nằm trong đường tròn nữa. Thì người ta gọi là cả một cái hình tròn, tức là tính cả những cái điểm nằm trên mặt này nữa. Thế thì em biết là tất cả những cái điểm nằm trên mặt này thì ngoài những điểm mà nằm trên đường tròn như quả táo nhỉ, thì có cả những cái điểm mà nằm ngắn hơn, tức là khoảng cách IM của nó. Đây là khoảng cách IM đúng không? Khoảng cách IM bé hơn hoặc bằng R. Thế thì chả đúng rồi còn gì nữa. Những điểm M nào mà cách Y một khoảng bé hơn R thì có cả bằng R, thì có nghĩa là nằm trong hình tròn là đúng rồi. Thế trường hợp này em phải để phân biệt kỹ cho thầy là hình tròn nhé, tránh bị nhầm. Lấy cả những điểm mà khoảng cách IM bé hơn R là phải chuyển sang hình tròn. Bán kính thì vẫn là R bằng C, tâm Y. Loại thứ ba là loại đường thẳng Z, modun của Z trừ Z1 bằng modun của Z trừ Z2. Trong đó Z1 là điểm A, Z2 là điểm B. Thì bản chất chính là khoảng cách MA luôn bằng khoảng cách MB. Các em học rồi, cho hai điểm AB cố định, điểm M di động ở đâu mà luôn thỏa mãn MA bằng MB, thì người ta nói M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Vì chỉ có những điểm nằm trên đường trung trực thì mới cách đều hai đầu đoạn thẳng AB, tức là MA bằng MB đấy. Như vậy đi thi các em cẩn thận, các em chỉ cần viết cho thầy phương trình đường trung trực. Phương trình đường trung trực này thì lúc này sẽ đi qua trung điểm Y của AB. Thầy gọi cái điểm thầy gọi gì nhỉ? Thầy gọi K nào đó là trung điểm của AB, thì đường thẳng thì tập hợp điểm M này chắc chắn sẽ là một đường thẳng đi qua K và vuông góc với AB. Hay nói ngắn gọn là một đường thẳng trung trực của đoạn thẳng thì mới thỏa mãn MA bằng MB. Như vậy em biết cách quy đổi từ số phức sang hình học chưa? M là đường trung trực của đoạn thẳng AB, rất đơn giản. Cách viết phương trình đường trung trực quá dễ rồi. Đi qua trung điểm K và nhận luôn vector AB làm vector vuông góc, hay chỉ là vector pháp tuyến. Được chưa? Cái này tí nữa trong quá trình học phương trình đường thẳng thì thầy sẽ nhắc lại cho mình viết phương trình. Còn bây giờ mình cứ hiểu cho thầy thế này. Đây là đường thẳng nhá. Đường này là trên đường trung trực, chính là đường thẳng thôi. Cuối cùng và cũng là cái khó nhất. Cái này ít khi hỏi lắm. Cái cuối cùng thì ít khi hỏi. Đó là elip. Elip hơi khó với các em, nhưng bạn nào mà học hơi nâng cao thì bạn ấy sẽ ôn rất sâu elip. Còn nếu không thì các em chỉ cần hiểu rằng modun của Z trừ Z1 cộng modun của Z trừ Z2 bằng một hằng số K không đổi nào đó. Đây là hằng số nhé, constant. Được chưa? C này cũng là constant không đổi nhé. Thì em chú ý em có thấy không? Z trừ Z1 tương đương với độ dài của MA, Z trừ Z2 tương đương với độ dài của MB. Đây là tổng độ dài từ M đến A và M đến B nào đó luôn không đổi và bằng một cái số K nào đó. Thì người ta nói tập hợp điểm M trong trường hợp này là một elip. Elip này nhận A và B là hai tiêu điểm. Ngày xưa ta học rồi, một cái elip như thế này thì tập hợp những điểm M nằm trên elip là những cái điểm mà nó thỏa mãn. Đây chẳng hạn, đây là A là một tiêu điểm, B là một tiêu điểm, thì ta luôn có tính chất, nếu M nằm trên elip thì M luôn có tính chất đó là MA cộng MB luôn không đổi và bằng 2A nhỏ nào đó. Trong đó 2A này là độ dài của trục lớn. Người ta quy ước gọi trừ A đến A là 2A, là độ dài này là trục lớn. Trừ B đến B là độ dài 2B, độ dài này là trục nhỏ. Còn khoảng cách từ A đến B đây này chính là tiêu cự, hay còn gọi là 2C.
ABC là các số dương. Cái này chúng ta xem lại lý thuyết lớp 10 nhé. Như vậy chỉ cần hiểu rằng tổng độ dài MA cộng MB không đổi bằng một số nào đó thì M này nằm trên elip có AB là hai tiêu điểm. Phần này ít khi hỏi thì yên tâm, cũng không phải không mấy khi hỏi. Và phương trình của elip tí nữa là gì, chúng ta bắt đầu để ý sang phần lý thuyết. Thứ hai, chúng ta để ý cho thầy một số phương trình nào. Nhắc lại một số kiến thức về hình học tọa độ cho mặt phẳng OXY. Các dạng phương trình đường thẳng hay gặp. Dạng thứ nhất là dạng tổng quát AX cộng BY cộng C bằng 0, trong đó AB là vector pháp tuyến, đúng không nhỉ? Ngày xưa chúng ta học rồi. Với N, AB là vector pháp tuyến. Vector pháp tuyến là vector vuông góc với đường thẳng D đấy, gọi là vector pháp tuyến. Dạng tham số là dạng X bằng X0 cộng AT, Y bằng Y0 cộng BT, trong đó vector U, AB đóng vai trò là vector chỉ phương. Vector chỉ phương là vector song song hoặc là nằm trên đường thẳng D nhé. Được chưa? Trong trường hợp này thì vector UAB này này lại là vector song song, hai dạng khác nhau. Còn dạng đại số đơn giản nhất mình hay gặp đó là dạng Y bằng AX cộng B. Dạng này ai cũng biết rồi, đường thẳng thì ai cũng biết là dạng này. Phương trình đường tròn cũng có hai dạng. Dạng thứ nhất đọc được ngay tâm và bán kính. Nếu tâm Y bán kính, tâm Y AB bán kính R có dạng X chữ A tất cả bình cộng Y chữ B tất cả bình bằng R bình. Dạng này ta viết được ngay, đây là phương trình đường tròn. Dạng này khai triển ra thì thu được dạng này. Dạng thứ hai này, X bình cộng Y bình trừ 2AX trừ 2BY cộng C bằng 0. Thì người ta chỉ việc đọc lấy toàn bộ cái hệ số của X và Y này, người ta chia bỏ cho trừ 2 thì người ta sẽ đọc được cái tâm Y AB. Chú ý cách tính bán kính cho thầy. R bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình trừ C, trong đó C là hệ số cuối cùng. Cái bán kính này phải luôn luôn tính ra dương, nếu mà âm thì có nghĩa đây không phải phương trình đường tròn. Nhớ chưa? Thông thường đi thi hay viết ở dạng ở trên hơn. Dạng này dễ hơn, còn dạng này khai triển để sinh ra dạng này, chuyển vế thôi là xong thôi. Phương trình elip. Phương trình elip là phương trình có dạng x bình trên a bình cộng y bình trên b bình bằng 1. Các em nhớ dạng khác nhau nhá. Đường tròn thì là x bình cộng y bình cộng gì x cộng gì y cộng gì thì bằng 0, còn ở này thì là x bình trên a bình cộng y bình trên b bình bằng 1. Vẽ elip ra thầy vừa nói với em xong. Trừ a đến a tức là độ dài 2a là trục dài, trục lớn đấy. Từ trừ b đến b tức là 2b thì là trục ngắn, trục bé đấy. Nếu thế thì A của em là nửa trục lớn, B của em là nửa trục bé. Khoảng cách từ trừ C đến C, trong đó tiêu cự OF1 bằng OF2. Tiêu cự F1, F2 này có độ dài bằng 2C. Được chưa? Và người ta có một mối liên hệ đó là A bình bằng B bình cộng C bình. Trục dài bình phương, nửa bán trục dài, bán trục lớn bình phương thì bằng bán trục nhỏ bình phương cộng với nửa tiêu cự bình phương. Cái này em chỉ cần nhớ cho thầy là khi nào mà em biến đổi mà em ra được về phương trình ở dạng này thì đây là elip. Còn elip gì thì họ cũng không hỏi em các cái đặc điểm này đâu. Không mấy khi người ta hỏi. Chỉ cần quan tâm là đưa về dạng gì trong các dạng này. Thì các dạng này thầy đóng khung màu đỏ vào, em để ý giúp thầy nhé. Ba cái dạng chính của em đây này. Là xong. Thế thôi, đưa về dạng nào em ngồi em nói dạng ý. Cùng lắm em đọc thêm cho thầy tâm AB bán kính R là được thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cái ví dụ áp dụng đầu tiên. Chúng ta làm một ví dụ áp dụng nhé để hiểu trước khi làm các câu hỏi khác. Bài tập áp dụng của mình, ví dụ tìm tập hợp các điểm M biểu diễn số phức Z thỏa mãn điều kiện sau trên mặt phẳng tọa độ nhé. Tìm tập hợp các điểm M biểu diễn số phức Z, được chưa? Đang xét trên hệ mặt phẳng OXY là chắc chắn rồi. Bây giờ chúng ta làm có một vài câu quan trọng như thế này, các em cùng nhìn thấy biến đổi dễ lắm. Cách làm vẫn chỉ là gọi gì ấy nhỉ? Đặt Z là gì ấy nhỉ? Hoặc là gọi Z. Chúng ta thống nhất là x cộng yy nhé, để phương, tại vì phương trình ý, thì người ta hay biểu diễn dưới dạng xy thì nó dễ nhận dạng. Còn tìm phần thực phần ảo người ta gọi AB cho dễ tìm. Bây giờ các em gọi AB vào đây thì khó nhìn ra phương trình đường lắm. Các em thay vào thôi. Thì mô đun của x cộng yy trừ 1 cộng y. Cái này mình làm chán từ bài trước rồi. Tính với cái này chỉ là tính mô đun thôi em. Tính mô đun dễ lắm. Tính mô đun. Thì đầu tiên em xếp lại cho thầy phần thực, phần đi với thực, ảo đi với ảo đã nhé. Em đừng có căn vội, nhiều bạn căn luôn là sai đấy. X trừ 1 đi trước cộng với y cộng 1 tất cả nhân y đi sau. Phải rõ thực rõ ảo rồi. Các em khai căn một cái cho thầy là xong. Căn bậc 2 của x 1 tất cả bình cộng với căn bậc 2 của y cộng 1 tất cả bình bằng 2. Thì đến đây có phải bình phương lên không? Thì x 1 tất cả bình cộng với y cộng 1 tất cả bình bằng 2 bình, tức là bằng 4. Đến đây các em nhận dạng, em nhìn rõ dạng bên kia chưa? Đi thi thì đến 70-80% rơi vào đường tròn. Các em kết luận tập hợp các điểm M cần tìm trong bài này chính là đường tròn, đúng không? Một đường tròn, nếu đây chỉ hỏi đường tròn, đường gì thì nói đường tròn. Còn nếu mà mình nói được thêm tâm bao nhiêu càng tốt. Tâm y của mình thì x trừ 1 tức là 1. Y trừ trừ 1 có nghĩa là đảo ngược dấu lại dạy giả thầy đi. Như vậy là
1 trừ 1 bán kính căn 4 là bằng 2. Đôi khi người ta có thể hỏi thêm tâm và bán kính. Thì mai kia các em làm nhanh luôn này. Thầy có dặn các em là viết dưới dạng Z trừ Z0. Thì các em ghi luôn cho thầy là Z trừ đi mở ngoặc luôn. Chúng ta biến thành 1 trừ Y. Viết thế này có được không? Bằng 2. Thầy đọc luôn nhé. Dạng này rơi vào dạng Z trừ Z0, một trong 4 dạng cơ bản kia học thuộc luôn, đúng không? Tức là dạng M, IM nào đó, đây là Y, đây là M, thì đây là IM không đổi bằng 2. Thế thì dạng này chính là dạng đường tròn tâm Y 1 âm 1. Đấy, đọc nó nghe này. Đây là Y này, đây chính là Y này, thầy đọc nó luôn, đây là Y này. Đây là Z0 của em này. Viết dưới dạng, luôn luôn viết dưới dạng trừ kìa. Z trừ Z0 hoặc là Z trừ Z1 toàn là trừ vì độ dài đoạn thẳng toàn sau trừ trước thôi. Không có đưa về dạng cộng nhé. Toàn đưa về dạng trừ, quy đổi sang hình học. Như vậy, 1 trừ 1 bán kính 2 xong luôn. Vậy mai kia đi thi chỉ việc nhẩm phát đọc luôn là đường tròn tâm 1 trừ 1 bán kính 2. Nào, câu B. Hoàn toàn tương tự nhưng cái này đổi thành bé hơn hoặc bằng. Thầy có thể đoán rất nhanh đây là hình gì ấy nhỉ? Tập hợp các điểm bài này biến đổi đi một tí dưới dạng Z trừ Z0. Các em đổi thành trừ ở đây thì chỗ này em phải đổi thành trừ 1 cộng 3y. Các em thêm xem có hợp lý không? Quá hợp lý nhé. Đây, Z trừ đi trừ 1 cộng 3y thì mới ra được là cộng 1. Cộng 1 được, và chỗ này mới đổi thành cộng trừ 3y được. Thế thì dạng này, tập hợp các điểm M cần tìm của em chính là một hình tròn. Thầy vừa dạy lúc nãy xong, đây là IM bé hơn hoặc bằng R đúng không? IM bé hơn bằng R. Đây là M, đây là Y mà. Đấy, Y. Quá rõ rồi. Hình tròn tâm Y. Thầy đọc được luôn tâm Y chưa? Đó là âm 1, 3. Bán kính R bằng C luôn bằng 4. Thế là xong luôn. Đi thi người ta hay hỏi tính diện tích của hình tròn lắm các em. Diện tích hình tròn bằng pi r bình, tức là bằng pi nhân 4 bình bằng 16 pi. Đi thi người ta hay hỏi thêm ý này. Biết tập hợp điểm này là một hình tròn, hãy tính diện tích hình tròn ấy. Ta có pi r bình là 16 pi. Người ta sẽ bổ sung thêm câu này nếu như gặp hình tròn nhé. Như vậy chúng ta xong. Thầy đã trả lời xong thông tin. Dễ lắm, những cái này nhẩm nó nhanh. Em học thuộc cái lý thuyết phương pháp kia một cách tổng quát. Không biết làm thì em làm từ từ mà thay tính mô đun ra. Còn nếu không em nhẩm nhanh như thầy càng nhanh nữa. Tiếp C, dạng này thầy nhìn là thầy biết là mai kia thầy nhìn là thầy biết là Z trừ Z1 bằng Z trừ Z2. Thầy biến đổi như sau. Z trừ Z1 của em. Z1 của em chỗ này 2 nên vậy sẽ là trừ 2 cộng 0 y nhé. Nếu biểu diễn theo số phức ấy. Được không? Bằng có phải là trừ 2 cộng 0 y không? Nghe chuẩn nhỉ? Bài này không có y ở đấy nên mình phải làm kiểu này thôi. Trừ trừ cộng 0 cộng 0 y đúng rồi. Bên này là Z trừ phải đưa về dạng trừ 0 cộng 1 y đúng không? 0 cộng 1 y là chuẩn. Các em nhìn xem có chuẩn không? 0, Z trừ 0 đúng rồi. Chả trừ y đúng rồi nữa. Vậy dạng này chính là dạng Z trừ Z1 bằng Z trừ Z2. Nhìn là nhận ra dạng. Trong đó Z1 biểu diễn điểm A, Z2 biểu diễn điểm E. Z1 biểu diễn cho điểm A, điểm A có tọa độ trừ 2, 0. Z2 biểu diễn cho điểm B thì nhầm rất là nhanh. Đó là 0, 1. Người ta nói tập hợp các điểm M trong bài này chính là đường chung gì nhỉ? Đường chung trực của đoạn thẳng A gì? AB với A đây, B đây. Đấy, như vậy thầy đoán rất là nhanh. Đây là đường chung trực. Nếu đây thi chỉ hỏi đây là đường thẳng, đây là đường gì? Trả lời đường thẳng. Đường thẳng gì? Đường thẳng chung trực của đoạn thẳng AB với AB thầy đã tìm ra ở đây. Mình đã chứng minh rồi. MA bằng MB. Còn nếu muốn tìm rõ hơn thì đây là nhận biết nhanh. Đường chung trực AB các em có thể tự viết phương trình rất là nhanh. Còn nếu không, các em làm bài bình thường như sau. Giải này. Thay Z bằng X cộng YY, cứ làm bình thường nó ra. Bây giờ chúng ta sẽ làm rõ hơn để tìm rõ ra phương trình đường chung trực này nhé. Đây là hiểu bản chất đây là đường gì. Có hiểu không? Như vậy khi vẽ ra em sẽ vẽ được điểm A, vẽ được điểm B. Các em có vẽ được hình học của điểm đường chung trực ra không? Có đúng không? Đấy là vẽ hình học. Còn nếu muốn rõ phương trình ra thì X cộng YY cộng 2 đúng không? Bên này x cộng y trừ y đúng không? Các em nhìn thấy nhẩm mô đun rất nhanh này. Mô đun chính là căn bậc 2 của x cộng 2 tất cả bình cộng với y bình. Còn bên này chính là căn bậc 2. Có đúng không? X cộng 2 bình cộng y bình này. Chỗ này là x bình này cộng với y trừ 1 tất cả vị bình. Các em xem có đúng chỗ này đặt y là chung y trừ 1 bình không? Các em bỏ căn giúp thầy. Bỏ căn và phá hẳn thức ra. Các em sẽ có x bình phương cộng 4x cộng 4 cộng y bình phương. Chỗ này em đành phải phá ra thôi. Đi thi nếu như chỉ có một bên thôi thì nó sẽ là đường tròn luôn như bài trước rồi. Bài trước nhá, thầy dặn dò là bài trước ra đường tròn, em đừng phá hẳn thức nữa nhá. Còn bài này hai bên có hẳn thức em phải phá ra. Đấy, lại thế đấy. X bình này cộng y bình trừ 2y
cộng 1, đến đây các em rút gọn ngay thì mọi thứ nó chết x bình y bình chết hết rồi. Chết sạch x bình y bình. Kết quả chỉ còn có mỗi 4x. Đúng không? 4x nhá, có hiểu được không? Y bình trừ y cộng 1, 4x nhá. Bên này là trừ 2y chuyển vế sang bên này thành cộng 2y được chưa? Bên này là 4, 4 trừ 1 thế là còn cộng 3. Đây, kết luận cuối cùng của mình là cái đường này này. Ta ghi. Vậy, tập hợp điểm M biểu diễn số phức Z trong trường hợp này chính là đường thẳng D. Ta chỉ cần nói tập hợp điểm M trong bài toán này chính là đường thẳng D. Đường thẳng D có phương trình 4x cộng 2y trừ 3. Các đã hiểu ý của bài toán chưa? Rất đơn giản vậy thôi. Bài này. Và đường thẳng này chính là đường trung trực của đoạn thẳng này. Được chưa? Không tin các em có thể thử. Đường trung trực chắc chắn phải đi qua trung điểm Y đúng không? Các em thử tính trung điểm. Thầy gọi K là trung điểm của AB cộng lại chia đôi thử xem có ra không. Như vậy âm 2 cộng 0 chia đôi là âm 1. Cái này là 1 phần 2 đúng không? Các em thay thử vào cái đường thẳng D của em xem có chuẩn không. 4 nhân X, 4 nhân âm 1 đúng không? Cộng với 2 nhân Y có nghĩa là 2 nhân 1 phần 2. Các em cộng 3 vào xem nó có bằng 0 không. Đây nhá, 2, 2 mất. Chả bằng 0 còn cái gì nữa. 3, 1, 4 chuẩn rồi, đúng là đi qua trung điểm của AB, đường trung trực chứ còn ai nữa về mặt bản chất hình học. Như vậy, về mặt bản chất hình học đã rất rõ và phương trình của nó cũng đã rất rõ. Cái này khai triển ra là xong. Câu cuối, câu D. Đây, nhìn đã rõ ràng rồi, mô đun của Z trừ Z1 cộng mô đun Z trừ Z2 bằng, cái này là elip, bằng một hàng số nào đó nên là elip. Mà khi người ta cứ hỏi thì đây là dạng elip vì dạng này là dạng MA cộng MB bằng một hằng số k nào đó. Còn muốn giải rõ ra rất đơn giản. Mô đun của x cộng yi trừ 1 cộng với mô đun của x cộng yi cộng 1 bằng 4 chính là căn bậc 2 của x trừ 1 tất cả bình cộng y bình cộng với căn bậc 2 của x cộng 1 tất cả bình cộng y bình đúng không? Bằng 4, các em xem có phải không? X trừ 1 tất cả bình cộng y bình. X cộng 1 tất cả bình y bình. Rồi. Chỗ này có khi là mình phải phân tích hẳn cái thức các thứ này nọ ra đấy. Các em cẩn thận. Được chưa? Chỗ này hơi ghê với các em rồi. Hơi ghê. Chỗ này có khi phải phân tích hẳn đẳng thức các thứ ra thì mới hiểu được. Chỗ này mà biến đổi được từ lằng nhằng hơi dài, ta chỉ biết elip, cái dạng này hơi nâng cao một tí thôi, nên các em nhiều bạn mà không cần thì em cũng không cần phải để ý cái này cho lắm. Được chưa? Thế cái này biểu diễn được bình phương lên, chắc là bài này phải bình phương y vế lên thôi. Bình phương lên. Ôi bình phương lên chắc là dài lắm, thế chỗ này các em tự biến đổi nốt nhé. Được chưa? Để thầy xem là z trừ 1. Z trừ 1 rồi cộng với z cộng 1 bằng 4. Đúng rồi. Bài này chỉ cần ghi là elip thôi. Đến đây thì không biến đổi gì nữa, không cần phân tích gì cả nữa. Đây là elip rồi, nói luôn là elip. Nói luôn đến đây, dừng ở đây là elip. Vì cái này tương đương với MA nào đó. Em có dịch được điểm điểm A không? Thầy dịch cho em nghe. Điểm A của em trong bài toán này chính là 1, 0. Còn điểm B của em, điểm M của em thì là xy rồi, thì không nói rồi, ta ghi. Điểm M của em thì là xy. Điểm A của em chính là 1, 0. Điểm B của em chính là âm 1, 0. Như vậy, ta chỉ cần nói độ dài đoạn, như vậy độ dài đoạn này chính là MA. Còn độ dài đoạn này chính là M gì? MB. Và độ dài đoạn này thì bằng 4, thế là bằng 2A. 2A thế bằng 4. Thầy có dạy em là đây là một elip có 2A bằng 4. Nhờ vào việc 2A bằng 4 thì em rút được ra ngay phương trình có dạng x bình trên A bình cộng y bình trên B bình bằng 1. Trong đó A của em đã tìm ra là bằng 2. Như vậy cái chỗ này A bình lên là bằng 4. Các em tìm ra cho thầy. Mặt khác thầy có nói với em là nhận AB là hai tiêu cự. À, nhận độ dài AB là tiêu cự. Như vậy chúng ta sẽ tính độ dài đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng AB rất đơn giản, chúng ta sẽ có đó là căn bậc 2 của 1 trừ trừ 1 bình tức là 2 bình. 1 trừ trừ 1 tức là 2 bình cộng 0 bình. Như vậy AB là bằng căn 4 là bằng 2. AB thì tương ứng với tiêu cự là 2C các em nhé. Vì độ dài AB ở giữa chúng ta dễ dàng suy ra C của em là bằng 1. C bằng 1. Ấy thế mà chúng ta lại có một cái phương trình liên hệ thầy có dạy đó là A bình thì bằng B bình cộng C bình. Từ đây chúng ta dễ dàng rút được B bình ra.
bằng a bình trừ c bình. A bình là bằng 4 trừ đi c bình là bằng 1, hẳn là bằng 3. Như vậy phương trình có dạng x bình chia a bình cộng y bình chia b bình, tức là chia cho 3 bằng 1. Đây chính là phương trình của elip. Cái này hơi khó với một số bạn, được chưa? Nhưng không sao, bây giờ các em có thể để ý nhé, không sao. Đúng rồi, x bình trên 4 cộng y bình trên 3 là bằng 1. Thế nhắc lại này, cái độ dài của cái 4 này này nó chính là tương ứng với 2a. Như vậy a là nửa trục lớn, là a bằng 2, 2 bình lên bằng 4 điền vào đây. Độ dài của ab là tiêu cự, lúc nãy vẽ hình ra thì là tiêu cự là 2c, tương ứng với c bằng 1. Nhờ vào phương trình theo kiểu Pythagore, đó là a bình cộng b bình bằng c bình như thế này, ta dễ dàng rút được b bình ra, ta điền nốt vào đây thì chúng ta ra elip. Đây chính là elip. Như vậy tập hợp điểm m bài này cần tìm, tập hợp các điểm m cần tìm bài này di động trên elip có phương trình như thế này. Nói chung là cái này ít khi hỏi hơn, hơi khó ấy, không sao cả, được chưa? Các em chỉ cần dừng ở đây thôi, và chúng ta có thể dịch ra đây là độ dài của đoạn MA, đây là độ dài đoạn MB đấy, chính nó đấy với điểm này. Đấy, như vậy chúng ta xong phần ví dụ rồi đấy, được chưa? Hết rồi, xong phần ví dụ. Bây giờ thầy cho đây là những cái câu hỏi gần như là cái câu quan trọng thầy thấy hay đi thi hay hỏi.